chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, xà bông hay còn gọi là xà phòng là một vật dụng làm sạch không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hiện nay thì có rất nhiều người đã chọn cách là tự làm xà bông. Vậy thì làm xà bông handmade như thế nào? Hãy cùng theo dõi những hướng dẫn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Friday. Để làm được bánh xà bông handmade, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là dầu cọ, dầu dừa, dầu nành, dầu ô liu, glycerin, bazơ, sáp ong, tinh dầu gấc và nước sạch. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu làm nhé. Chúng ta sẽ chia nguyên liệu ra làm hai phần, phần dầu và phần nước với bazơ. Bây giờ chúng ta bắt đầu từng phần một nhé. Đầu tiên là phần dầu. Chúng ta sẽ cân rất là chính xác từng thành phần để có được một cái hỗn hợp đồng nhất. Và cái bánh xà bông của chúng ta nó có cái định dạng đẹp nhất. Chúng ta sẽ lấy 66g dầu dừa, 44g dầu đậu nành, 20g dầu ô liu, 10g sáp ong và 144g dầu cọ. Chúng ta đã có hỗn hợp dầu xong rồi và bây giờ chúng ta sẽ để sang một bên. Phần nước thì chúng ta sẽ chuẩn bị 110ml nước sạch và chúng ta sẽ chuẩn bị 40g bazơ. Chúng ta sẽ đổ bazơ vào nước thành một hỗn hợp. Cái công đoạn này thì mọi người lưu ý chúng ta sẽ sử dụng găng tay nhé. Bởi vì là khi cái quá trình xà phòng hóa nó xảy ra thì bazơ vào với nước nó sẽ lên đến nhiệt độ 100 độ C và có thể gây bỏng tay, và khi sử dụng sút tránh để cho cái sút nó dính vào da tay của chúng ta. Lưu ý đứng lùi ra một chút để không bị cái mùi sập lên. Khuấy đều đến khi nào mà cái hỗn hợp của chúng ta trở thành trong suốt như nước lọc. Hỗn hợp mà nước với bazơ của chúng ta đã trong suốt thì chúng ta sẽ để đó để cho nhiệt nguội từ từ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đun nóng dầu của mình nhé. Chúng ta sẽ đổ hỗn hợp này vào đun với mức nhiệt khoảng 80 độ thôi. Chúng ta chỉ đun để tan chảy ra thành một cái hỗn hợp dầu thực vật, chứ không phải là đun nóng đun sôi lên. Sau khi chúng ta đun nóng xong thì sẽ được một cái hỗn hợp trong lỏng như thế này. Để đây. Và chúng ta sẽ dùng que đo nhiệt độ để kiểm tra nhiệt độ của hai cái hỗn hợp này nhé. Nhiệt độ lý tưởng để chúng ta đổ cái hai cái hỗn hợp này vào với nhau đó là khoảng 55 độ C cả hai bên. Vì bản thân của hỗn hợp dầu này gần như là không màu và không mùi, nên là chúng ta có thể sử dụng tinh dầu gấc để tạo màu cho cái xà bông của mình. Hoặc là bạn có thể sử dụng những cái màu thực phẩm nó để cho vào để cho nó tạo thành cái màu sắc sinh động. Và hôm nay thì Ngọc lựa chọn một chút tinh dầu hoa hồng để tạo thành cái bánh xà bông hương hoa hồng. Khuôn thì các bạn có thể chuẩn bị các cái khuôn silicone rất là nhiều hình thù và chúng ta thoải mái sáng tạo với những cái khuôn xà bông đó để làm thành cái bánh xà bông của riêng mình. Hiện tại bánh xà bông Ngọc đang làm thì trên bề mặt có những cái bọt khí. Và để xử lý những bọt khí này thì Ngọc sử dụng cồn 70 độ, chúng ta xịt lên một lớp bề mặt. Ra nữa bong bóng sẽ tan đi và tạo thành một cái định dạng phẳng mịn nhất để bánh xà bông của chúng ta được đẹp. Vậy là chúng ta đã hoàn thành công thức làm xà bông handmade tại nhà vô cùng đơn giản. Và với công thức này chúng ta có thể sáng tạo thành những cái bánh xà bông của riêng mình, không trùng với ai cả, và đó là hàng độc duy nhất của bạn thôi. Chúc các bạn có thể làm được những bánh xà bông của riêng mình. Hy vọng rằng với những chia sẻ từ chuyên gia ngày hôm nay, quý vị đã biết cách để tự làm ra những bánh xà bông cho riêng mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.